chào mục sư Ngô Duy Cường cũng như tất cả các anh chị em trong Zoom giáo dục trẻ thơ nên người tối hôm nay và tất cả các anh chị em đang theo dõi trên Facebook Live. Vâng, thân mến chào mục sư Ngô Duy Cường cũng dạ, như chào tất cả các anh chị em trong Zoom. Tối hôm nay buổi giáo dục trẻ thơ nên người sẽ là một buổi cuối cùng của phần 3 với cái chủ đề là luôn cầu nguyện cho gia đình các con. Thì một lần nữa Vân rất là cảm ơn mục sư Ngô Duy Cường đã bỏ rất nhiều thời gian, đã đưa cho chúng ta rất nhiều đề tài hướng dẫn cho tất cả các vị phụ huynh chúng ta từ những cái buổi ban sơ với đề tài con cái bông trái từ lòng dạ, và đến hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái buổi thứ ba, đó là luôn cầu nguyện cho gia đình của các con. Và ai cũng cần có một cái niềm tin, đức tin vững mạnh để mà sau khi con cái đã trưởng thành và đã lập gia đình, tuy rằng mình không còn dạy dỗ con như hồi nhỏ, nhưng mà lời cầu nguyện luôn luôn là cái điều cần thiết trong gia đình mỗi người. Thành ra tối hôm nay Vân rất là háo hức muốn học biết thêm là chúng ta sẽ cầu nguyện như thế nào, cầu nguyện thế nào để mà có thể giúp cho các con luôn luôn tìm được cái con đường đi bình an và hạnh phúc trong cuộc sống các cháu sau khi các cháu đã trưởng thành. Thì một lần nữa em mời mục sư Ngô Duy Cường có thể bắt đầu cái buổi tối hôm nay với chủ đề luôn cầu nguyện cho gia đình các con. Mến chào Tường Vân và các anh chị em cũng như các bậc phụ huynh đã theo dõi chương trình trong suốt loạt bài 12 bài vừa qua. Và buổi tối hôm nay chúng ta đi vào một đề tài không thiếu phần quan trọng nhé, là vì làm được việc này đó xem như là chúng ta tiếp một cái sức mạnh lớn lắm, không chỉ riêng mình mà là một tập thể lớn của những người tin vào lời cầu nguyện, cũng như chúng ta tận dụng được cái năng lực của vũ trụ đó để gói ghém vào lời cầu nguyện của mình, chuyển qua các con của chúng ta. Chúng ta nhớ trong những cái phim chưởng ngày xưa mình xem đó, khi mà một người võ công cái thế bị trúng chưởng, gọi là trúng chưởng đó, có những trường hợp mà họ bị rơi vào một cái tình trạng là tay chân xem như là bị cứng hết, bị trúng chưởng mà. Và chúng ta nhớ là thời đó đó, người ta cũng dùng một cái phép gọi là nhất dương chỉ hoặc là thần công nào đó. Và chúng ta thấy là người ta dùng cái bàn tay đó, người ta ôm cả vũ trụ. Mà đó là điều có thật nha, điều có thật. Không phải là chuyện huyễn đâu, ngày nay cũng vậy. Khi bàn tay của chúng ta xoa như thế này, nhắm mắt lại xoa như thế này, là xem như chúng ta đang ôm lấy cả vũ trụ, hằng hà sa số của các vị tinh tú. Và khi chúng ta đặt trên vai, trên thân thể người nào đó, thì không phải bàn tay của mình nữa, mà chúng ta hấp thụ năng lực của cả vũ trụ đưa vào tâm thân của người mà mình đang yêu thương và muốn cứu giúp. Thì sau khi đã làm việc đó thì chúng ta thấy dù là một võ công cái thế đi nữa cũng được giải độc hoặc là thư giãn, vượt qua sự khó khăn. Tất cả chúng ta đó, trong đời sống làm người, ngoài cái dung mạo của mình ra, là điều chúng ta ngắm nhìn hàng ngày. Tôi thấy hình như ai cũng hiếu kỳ về một điều gọi là vô hình, là linh hồn của mình. Ít có thời gian để tâm đến linh hồn của mình, nhưng mà đâu đó ở trong đời sống thỉnh thoảng chúng ta cũng hỏi là linh hồn của mình nhìn ra sao, khuôn mặt của nó như thế nào. Nhưng mà tất cả những người đã có con đó đều có thể thấy linh hồn của mình rõ ràng đi đứng hàng ngày trong nhà. Nha. Khi mình sanh một đứa con xem như mình cho ra đời cái hình ảnh linh hồn của chính mình. Và vì vậy đó, khi con chúng ta bị tổn thương hoặc là bị ai gây tổn hại cho nó đó, chúng ta cảm thấy như chính linh hồn của mình vậy. Và điều này làm cho các bậc phụ huynh đó không bao giờ có cái ý nghĩ rầy la con khi con bị tổn thương. Là vì nếu mình rầy la thì chẳng lẽ mình lại rầy la linh hồn mình sao? Vì vậy đó, mình phải dùng một cái cách khác là quan tâm, chăm sóc
và tiếp sức cho con của mình. Và khi con chúng ta được bổ sức thì xem như chính linh hồn của mình được bổ sức. Là vì các cháu giống như là một khúc ruột đó mà nói là khúc ruột nó là một điều gì đó rất quan trọng đối với cả tâm thần. Con mình đau, mình cũng đau. Con mình sung sướng hạnh phúc, mình cũng sung sướng hạnh phúc. Và đây là chủ đề rất quan trọng. Vì vậy, trong suốt cái buổi gặp gỡ hôm nay, khi các bậc phụ huynh theo dõi câu chuyện, chúng tôi khuyến khích tất cả tự nhiên viết những câu hỏi trên trang Facebook của Tường Vân hoặc của tất cả chúng ta đây. Để rồi ai nhận được câu hỏi từ đâu không biết, từ một người bạn nào của mình đó, cứ tự nhiên nêu lên giùm người bạn đó. Và chúng ta sẽ nhờ cậy ơn trên để thỏa đáp. Là vì đã là cha mẹ thì chắc chắn ai cũng có những ưu tư theo từng giai đoạn thời gian trưởng thành của con cái. Lúc nhỏ thì có những nỗi lo, có thể là nhỏ, nhưng mà cũng không hẳn như vậy. Là vì hiện tại chúng ta ngồi đây đó, có những trường hợp các cháu nhỏ, con của ai đó đang ở trong bệnh viện, mới sanh ra được vài năm đó, đã nhận được cái tin từ việc xét nghiệm là đã bị ung thư máu. Tôi đã từng thấy những trường hợp như vậy trong bệnh viện. Và có những trường hợp cha mẹ túc trực ở trong bệnh viện ngày này qua ngày khác và nhiều khi kéo dài nhiều năm. Cho nên ở lứa tuổi nào tôi thấy cũng có những nan đề. Một khi đã đưa một đứa con vào đời đó, chúng ta thêm nữa những ưu tư của đời sống. Và cũng có những cặp vợ chồng chọn và quyết định không có con là vì người ta sợ đưa con người ta vào đời. Nhưng mà trong trường hợp này, chúng ta đã dám đưa con mình vào đời. Ok, đã gan dạ anh hùng đưa con vào mình vào đời. Và đó là điều mà đấng bề trên đó phải nói là Ngài mang ơn chúng ta. Thường thường chúng ta hay nói rằng chúng ta mang ơn Thượng Đế. Nhưng mà ở trong việc này đó, tôi mạo muội dùng một cái từ ngữ nó lớn là Thượng Đế mang ơn chúng ta. Và khi chúng ta hiểu được Thượng Đế hay đấng tạo hóa mang ơn chúng ta đó, thì chúng ta biết rằng Ngài luôn luôn đồng hành với chúng ta. Chúng ta không đơn chiếc, là vì cái sự quyết định để có một người con và Ngài hàng ngày quan sát chúng ta thương con như thế nào, chăm chút như thế nào từng việc, không lẽ Ngài không biết sao? Để rồi trải dài theo thời gian chúng ta tưởng mình đơn chiếc, đau khổ một mình, buồn phiền một mình, hối tiếc một mình, không, tôi không nghĩ có việc đó. Chúng ta cùng đồng hành với một đấng lớn lắm. Mà nếu chúng ta không có sự quyết định đó thì làm sao khuôn mặt của Ngài được thấy trong thế giới này được. Chính khi chúng ta đưa một hài nhi vào thế giới nhân loại thì cùng một lúc hình ảnh của Ngài cũng được thấy giữa thế giới loài người. Cho nên hiểu được lẽ mầu nhiệm này đó, tôi tin chắc rằng từ giờ trở đi chúng ta sẽ có một cái quan điểm rất đẹp về việc kiên nhẫn, chịu đựng để cùng với con mình trải qua những cái bước thăng trầm của cuộc sống cho đến giây phút mình không phải không còn trách nhiệm nữa mà chút hơi thở cuối cùng lìa đời. Mẹ bây giờ mẹ bận lắm nha con, mẹ phải về với thiên đàng. Con ở đây con take care bản thân của con. Mẹ đã cưu mang, ẵm bồng và chăm sóc con đến giây phút này là đã chọn rồi. Chọn cái bổn phận, cái kiếp người của mẹ rồi, mẹ phải đi. Con ở lại bình an và chúc con hạnh phúc. Thì lúc bây giờ đứa con chỉ còn biết hu hu mà khóc thôi, xỉu tới xỉu lui là tiếc nuối rằng những ngày được có mẹ bên cạnh mà mình lại không hề xem trọng những lời vàng ngọc thốt ra từ trái tim của mẹ. Nhưng mà tôi khuyên tất cả các bậc phụ huynh phải ung dung như núi vậy đó và sâu rộng như biển, để chúng ta biết được cái lẽ mầu nhiệm và đặc ân của việc nuôi dạy con như thế nào. Không bao giờ, dù là một phút, mình tự đặt mình vào cái thế đơn độc một mình mà nuôi dưỡng con hoặc là hỗ trợ cho con nha. Cho nên tôi sẽ mở rộng cái câu chuyện hôm nay và chuyển lại cho Tường Vân để Tường Vân bắt đầu câu hỏi đầu tiên đi Tường Vân. Thì thật sự là tụi em, bản thân em đã học được rất là nhiều trong ba cái phần giáo dục trẻ thơ nên người. Từ lúc con còn bé thơ
Có nghĩa là mới chào đời cho tới bây giờ đã trưởng thành. Thì thực sự là ngày xưa em không có biết về vấn đề cầu nguyện. Nhưng mà bây giờ thì sau khi mình học hết rồi đó mục sư, mình đã làm hết tất cả những cái gì mà mình có thể làm được cho con. Nhưng mà nhiều khi con nó vẫn chọn những cái điều mà không đúng, không tốt cho con đó. Thì có phải là mình chỉ còn cầu nguyện thôi không mục sư? Ngoài ra mình còn làm được cái gì nữa không ạ? Cái từ ngữ cầu nguyện đó không phải ngày nay nói ra để chúng ta bàn cãi. Chỉ có những người mà vô tâm vô tánh đó, thì mới không biết cầu nguyện là gì thôi. Dù là một người mẹ bình dân của ngàn xưa, khi người ta còn sống giữa cảnh ruộng đồng, sông nước đó, người ta vẫn biết dâng hương để cầu nguyện. Dù người ta không có một nén hương, người ta vẫn cầu nguyện cho sự bình an của con mình. Cầu nguyện cho những chuyến đi nghìn trùng của con mình vượt qua những dãy núi cao. Người mẹ nào ở trên thế gian này cũng cầu nguyện. Bất cứ người mẹ nào, tôi sẽ nói đến cái vai trò người cha sau. Nhưng mà hơn người cha rất nhiều, mẹ hiểu được từng huyết mạch tế bào của con khi con đau đó, cái linh cảm của mẹ lớn lắm. Bằng chứng là khi Ý Nga vừa sanh con và có việc, có ngày phải có việc đi ra và nhà thì có người chăm sóc, nhưng mà Ý Nga biết lúc nào con khóc là vì nơi bầu sữa mẹ đó, sữa nó ứa ra. Phải không ạ? Người ta gọi đó là thần giao cách cảm, nó có một cái việc gì đó diễn ra trong tâm thân của người mẹ. Nó gắn liền, dính liền với đứa con. Khi đứa con khóc, mẹ biết là vì cái bầu sữa của mẹ nó có cái sự chuyển biến ở trong đó. Tiếng khóc của người con, dù là mẹ có xa như thế nào nữa là mẹ cũng biết, không? Và con với mẹ, đó là một cái sợi dây gắn kết lâu dài. Cho nên khi mà chúng ta nói về việc cầu nguyện, có nghĩa là nói về cái tình thân không bao giờ dứt. Nhưng mà đồng thời chúng ta cùng phối hợp với một cái quyền năng lớn hơn, như lúc nãy tôi có nói trong phần giới thiệu đó. Cầu nguyện là nối kết với một quyền năng rất lớn ngoài cái sức của mình. Là vì ngay cả một cái loại trái cây nào chúng ta đang thấy đong đưa trên cành cây đó, nó đâu phải chỉ nhận được cái sự trợ giúp của người làm nông đâu. Hàng tỷ những vì sao ở trên trời đó trợ giúp cho nó. Hàng tỷ những vì sao, ngay cả cái trái kiwi. Anh Phi và chị Tường Vân có một đứa bé được đặt tên là Kiwi. Nhưng mà trong một quyển sách chúng tôi đọc á, cái cây Kiwi mẹ đó, hàng đêm nó chụp hình ảnh của cả vũ trụ. Và khi hoa nở và trái được kết á, thì những hình ảnh đó được nhập vào trong cái trái. Vì vậy khi chúng ta cắt cái trái Kiwi ra, chúng ta thấy có những vì sao trong đó nó bung ra tung 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 như thế này. Hình ảnh của trái kiwi là hình ảnh rất đặc biệt. Nó là hình ảnh thu nhập được từ cả vũ trụ. Cho nên khi chúng ta nói nuôi một đứa con, dưỡng dục một đứa con, đừng bao giờ tự hào rằng mình là người có công với con. Không, mình chỉ là người có phần thôi. Chúng ta hiểu không? Phần có nghĩa là một phần nhỏ thôi. Còn một cái phần đại thể lớn hơn là cả vũ trụ, Thiên Chúa đấng tạo hóa. Đừng bao giờ nghĩ rằng, ô tôi nuôi con thành công quá, không bao giờ có chuyện ở đâu. Sẽ có ngày mình bất ngờ bị hụt hẫng. Đó lý do tại sao tôi nói chỉ có những người mẹ vô tâm á, mới không hiểu được cầu nguyện là gì thôi. Là vì cầu nguyện nó cho mình cái sự khiêm nhường. Phải không ạ? Lý do tại sao chúng ta cầu nguyện là vì có những việc nó ngoài sức của chúng ta. Và chúng ta phải nhận biết cái việc này càng sớm càng tốt. Trước khi lập gia đình là phải biết cầu nguyện rồi. Phải hiểu rằng mình luôn luôn cần có sự trợ giúp. Mình mới đi vòng xa vòng gần để mình tham khảo. Để từ những người bạn, rồi mình ngước mặt lên trên, mình xem thử coi trên đó còn cái gì khác hay không, hay là chỉ có mình đứng sừng sững giữa trời bao la thôi, và mình vỗ ngực nói rằng tôi là người có thể dưỡng dục con tôi được, giống như mẹ của Alexander Đại Đế ngày xưa vậy đó, biến người con trở thành một đại họa cho nhân loại, đi chinh phục khắp nơi. Một ngày mà Alexander Đại Đế không giết được người đó, ông buồn lắm. Hàng vạn người
chết dưới dưới cái đường kiếm của Alexander đại đế để thỏa lòng người mẹ. Là vì người mẹ không sợ trời, không sợ đất. Nhưng mà tôi tin rằng tất cả những người mẹ khác hiểu cầu nguyện là gì. Là vì mình thương cái linh hồn của mình. Như tôi nói lúc nãy đó, linh hồn của chúng ta được bước ra khỏi tâm thân của mình và hiện diện trước mặt mình trong hình ảnh của một đứa con. Và mình hiểu rằng cái linh hồn này rất cần sự trợ giúp của cái quyền năng lớn hơn là quyền năng bé nhỏ của mình. Và đó là lý do tại sao mình cần cầu nguyện đó, tương vân. Dạ, yeah, em cảm ơn mục sư. Các anh chị nào có câu hỏi thì nhớ giơ tay để con mời ha. Em nghĩ là khi mà cầu nguyện là mình sẽ cầu nguyện hàng ngày, mình cầu nguyện đều đặn, chứ không phải là khi mình có vấn đề mình mới cầu nguyện, phải không mục sư? Tại vì đúng rồi. Tụi em cầu nguyện mỗi tối cho con được bình an và cả gia đình được bình an, và con có nghĩa là cả gia đình của tụi em muốn được không có bị evil đó mục sư. Thành ra là hàng tối hàng đêm là đều cầu nguyện như vậy hết. Và dĩ nhiên là trong những cái lúc nào mà mình gặp những cái trở ngại như thì mình càng cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng mà ngoài ra thì mình cầu, nếu cứ con mình không thích cầu nguyện và không biết cầu nguyện thì mình có thể cầu thay cho con thêm được không mục sư? Mình cầu nguyện là cầu nguyện cho mình trước đó, là vì mình là vấn đề chứ không phải con mình là vấn đề. Tại vì trước khi có con mình đã có mình rồi mà. Nếu mà có điều gì đó tắc nghẽn ở trong đời sống của con đó, mình phải xem lại mình. Có nghĩa là mình cầu nguyện cho mình trước. Ở trong sách Phúc Âm Matthew có kể câu chuyện để chúng ta thấy đây là câu chuyện điển hình. Đây là câu chuyện có thật đã xảy ra trong cái thời Đức Chúa Giêsu đến với thế giới này. Khi mà Ngài cùng với các môn đệ đi qua một cái vùng xa thành phố đó, thì có một người nữ, một người phụ nữ từ biên giới, bà chạy đến. Bà hối hả, bà chạy đến. Và bà kêu la lên: Thầy ơi, thầy ơi, xin cứu con gái của con. Là vì con của con bị quỷ ám, nó khốn khổ lắm. Bà nói ra cái tình trạng của đứa con. Nhưng mà Chúa vẫn tỉnh bơ bước đi. Chúa vẫn tỉnh bơ bước đi. Và bà cứ kêu la và ầm ĩ cả một cái khu vực như vậy đó. Các môn đệ thấy phiền quá, đến nói với Chúa: Chúa ơi, Ngài quay lại, Ngài nói một tiếng đi. Tụi con thấy phiền quá, bà cứ đi theo, lẹo đẻo theo sau, bà cứ làm nhảm lại nhảy như vậy, mình mệt quá rồi Chúa. Chúa nói một tiếng đi, cho bà về đi. Chúa không nói gì, Ngài tiếp tục bước đi. Rồi bà chạy bọc đường phía trước. Biết làm gì không? Tường Vân biết bà làm gì không? Phép đoán là bà quỳ xuống xin Chúa. Ừ, giỏi đó, Tường Vân. Cầu nguyện. Không phải quỳ xuống. Em từng làm đó. Rồi. Ừ, đập mặt xuống đất. Người mẹ có vấn đề chứ không phải đứa con. Bà này sống ở vùng biên giới, mà cái vùng của hai thành phố đó là hai cái vùng sống, đời sống rất xa đọa. Bị ảnh hưởng văn hóa xung quanh và chính đời sống của người mẹ cũng vậy. Bà kêu lên, bà tưởng là mỗi khi bà kêu sẽ có người cứu. Quen rồi. Nhưng mà Ngài thản nhiên bước đi. Không phải là Ngài không có lòng thương xót, nhưng mà Ngài hiểu thấu cái case này. Cho nên Ngài thản nhiên. Cho đến khi người phụ nữ này đó sa xuống đất, áp mặt sát đất, lạy Chúa ơi, xin thương xót con, thì Chúa dừng lại. Chúa nói: Ta đến đây đó không phải vì các ngươi, không phải vì các ngươi, mà vì những người được chọn ở trong vòng người Do Thái. Là vì ngày xưa đó họ đã chối từ Chúa, cái đám dân này họ chối từ Chúa, họ không công nhận Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Và họ sống, phải nói là sa đọa, thác loạn trụy lạc. Họ thờ đủ thứ quỷ thần hết. Đấy. Mà khi họ thờ quỷ thần thì quỷ thần nó phải nhập vào họ và các con của họ thôi. Nhưng mà người phụ nữ này nói rằng: Xin Chúa thương xót con. Bà tiếp tục khóc. Bà tiếp tục
khẩn thiết cầu xin. Chúa nói không. Chẳng lẽ bây giờ ta lấy bánh của con ta cho chó ăn sao? Có bao giờ chúng ta đến nhà thờ cầu nguyện đó mà mục sư nói câu đó không? Mà nếu mục sư nói câu đó chúng ta có mặc cảm tự ái, bị xúc phạm bỏ về không? Người phụ nữ này không hề cảm thấy bị xúc phạm. Là vì bà biết cái lối sống của bà. Bà biết cái lối sống của văn hóa bà đang sống. Gặp bao nhiêu người là bỏ rồi, đến nhà thờ mà nghe mục sư giảng một câu nói nhiều khi không đúng với tên mình nữa. Chỉ cần mục sư nói một tiếng mà phật lòng mình thôi là bỏ đức tin. Cho nên chúng ta thấy người Mỹ như vậy đó. Người Mỹ 350 triệu người đến hôm nay đó, phần lớn đều bị quỷ ám hết rồi. Cho nên không biết trắng đen là gì hết. Người lớn giống người nhỏ, chứ không phải mấy đứa nhỏ không. Đây là một cái xã hội băng hoại. Nhà thờ rất nhiều, nhưng mà người ta đi vào đó người ta muốn làm thần, làm tướng trong đó. Hễ mục sư nào vuốt ve họ đó thì họ sẽ đến. Hễ mục sư nào giảng ngay thẳng, họ bỏ liền, quay mặt liền. Người phụ nữ này không có thái độ đó. Khi Chúa nói chẳng lẽ ta lại lấy bánh của con ta cho chó ăn sao? Là vì ngày xưa đó, con chó không phải như con chó bên Mỹ đâu. Con chó là một con vật dơ bẩn và thấp thấp nhất ở trong cái văn hóa người Trung Đông. Người Trung Đông không bao giờ ôm chó hết á. Chúng ta phải biết điều đó nha. Bây giờ cũng vậy luôn. Chó là chó mà người là người, chứ không phải là cho chó lên giường ngủ như người Mỹ đâu. Nó có những cái thang bậc ở trong xã hội. Mà khi nói là chó, nghĩa nói là nói về cái dân đó, vô đạo, vô luân lý đạo đức. Nhưng mà người phụ nữ này hạ mình đến mức độ bà nói, thưa ngài, con chó nó cũng được ăn bánh vụn dưới gầm bàn mà. Vậy thì hãy cho con làm chó đi. Con với con của con sẵn sàng làm chó, nhưng mà khi ngài ăn đó, ngài vui lòng quăng bánh vụn cho con. Chúng ta thấy không? Ngài còn cái gì ân phước nữa không? Ngài cho con đi, còn những cái tốt đẹp ngài cho người khác đi. Thì Chúa nghe câu đó đó, ngài mỉm cười và nói với người phụ nữ này rằng đức tin của con quá lớn. Và theo câu chuyện này nói rằng ngay giây phút đó con của bà ở nhà được chữa lành. Chúng ta hiểu được câu chuyện không? Chính chúng ta đó là cái đà cạn mũi cho con của mình không nhận được ơn phước. Cho nên cầu nguyện đó là làm hanh thông cái con người của mình để nguồn ơn phước đi xuyên qua mình đến với các con của mình. Đó lý do tại sao cha mẹ phải cầu nguyện. Để giải quyết những vấn đề của mình trước. Mình soi mặt trong gương, tấm gương hàng ngày. Và mình soi mặt trong tấm gương của lương tâm đó, mình xem thử coi cái lối sống riêng tư kín đáo của mình còn việc gì mờ ám hay không. Lột nó ra hết là vì đó là những lá bùa rất là xấu. Nó sẽ ám con mình. Sách mình đọc là gì? Phim ảnh mình coi là gì? Hàng ngày mình dạy con nhưng mà chính mình đó không được sự dạy bảo thật sự. Cách ăn uống mình như thế nào? Phải trở lại cái lối ăn hiền ở lành để cho con mình nó thoát khỏi cái ách của ma quỷ. Chúng ta thấy không? Khổ lắm chứ. Con của mình khốn đốn mình khổ lắm. Người mẹ này sẵn sàng hạ mình. Người mẹ này sẵn sàng nhận diện. Nhận diện vấn đề của bà. Bà không có đối co với Chúa. Và bà không bỏ đi. Và biết bao nhiêu người ngày nay bỏ đi sẵn sàng để cho con mình khốn đốn. Bà nói đây là cơ hội cuối cùng rồi. Và bà ôm chặt lấy cơ hội đó, không cho Chúa đi mà. Cho đến khi nào ngài chúc phước cho con bà thôi. Thì trong đời sống niềm tin cũng tương tự như vậy. Vì vậy mà có một câu chuyện khác nói về việc kiêng ăn và cầu nguyện. Kiêng ăn có nghĩa là chúng ta dừng lại cái lối sống trái với lương tâm, tập ăn hiền ở lành. Kiêng ăn là vậy, dừng lại, ngưng lại, đừng có cho nó vào nữa, nó vào nhiều quá rồi, độc tố vào nhiều quá. Nhìn lại hết từng góc ngách của nhà mình đi, hình ảnh, cách chúng ta bài trí trong nhà bao nhiêu năm vừa qua, sách vở, có loại sách nào mà nó u ám hay không? Hôm qua tôi đến nhà hoàng để làm một vài thủ tục với
ông nội các cháu đây đó. Thì tôi thấy ở trên cái kệ sách của họ, ở trong cái văn phòng, có một cuốn sách mà người Mỹ ai cũng, tôi nghĩ người lớn ai cũng biết. Nó đã gây cho biết bao nhiêu, phải nói là hệ quả đau buồn ở tại Hoa Kỳ. Cái cuốn sách này được viết bởi tác giả Stephen King. Ông này là chuyên gia viết chuyện ma quỷ. Một trong một cái nhà hoàng á, là cái nơi người ta cần có sự bình an, là để cuốn sách đó là cuốn sách chuẩn ở kệ sách. Thấy chưa? Thì chúng ta xem lại tủ sách của mình thử coi. Xem lại những cái băng đĩa của mình đã từng xem một số năm vừa qua, những cái website bây giờ mình đang xem. Coi có các cửa ngõ nào ma quỷ nó xâm nhập vào nhà mình hay không? Chúng ta có tin vào đấng tạo hóa hay không? Có. Và chúng ta có tin rằng Kinh Thánh nói rằng có ma quỷ hay không? Có. Có không? Thử là biết cái gì nhưng mà đừng có thử. Xem lại hết. Loại ra hết. Kiên là vậy đó. Loại ra hết. Để cứu con của mình. Để con đường á, đi ra đi vào được hanh thông, để đấng bề trên có thể. Tại vì mình cầu nguyện, mình xin nhưng mà mình vẫn tiếp tục có cái lối sống như vậy thì làm sao đấng bề trên có thể can thiệp được. Ngay cả những cái đội cứu hỏa người ta đến cần cứu một căn nhà thì cái luật tại Hoa Kỳ tuyệt đối là không có một chiếc xe nào được đậu gần cái ống nước hết, phải không Tường Vân? Cái ống nước mà người ta dùng để cứu hỏa đó đâu được đậu. Bất cứ một người nào mà đậu ngay chỗ đó thì ngày đó bị phạt nặng lắm, người ta khiêng xe quăng ra ngoài hoặc là câu xe đi luôn, là vì cái ống nước là cái ống nước cấp cứu mà. Thì khi mà chúng ta muốn biết, muốn cái quyền năng lớn đó đến với gia đình của mình để giải cứu con của mình cũng vậy thôi. Chúng ta phải làm con đường nó hanh thông. Và cầu nguyện có nghĩa là khẩn nài. Nếu mà Chúa có nói mình những câu mà xúc phạm đến danh dự của mình đi nữa đó, giữa công chúng đi nữa đó, thì cũng cứ tiếp tục hạ mình xuống. Là vì Ngài là liều thuốc duy nhất, rồi giải pháp duy nhất, không có liều thuốc nào khác đâu. Dù con chúng ta tu ngàn đời đi nữa đó cũng không cứu chữa được. Một người mà đó, chúng ta thấy thanh niên ngoài đường ở tại Hoa Kỳ không? Như vậy làm sao nói cạo đầu xuống tóc đi tu được? Người mà còn bình thường đi tu nói làm chi, còn khó khăn rồi, huống chi một đứa bị tâm thần sao tu? Và ai cứu đây? Phật không cứu được rồi đó. Phật nói là tự anh đó, tự chị đó, đốt đuốc mà đi. Phải không? Bây giờ nó bị tâm thần sao tự đốt đuốc được? Bị quỷ ám rồi, một lần bao nhiêu ngàn con quỷ ám sao đốt đuốc được? Vì vậy cầu nguyện có nghĩa là mình mời gọi, mình khẩn thiết kêu xin một quyền năng lớn hơn mình. Là vì chỉ có Ngài mới có thể trừ được, trừ khử được ma quỷ thôi. Cầu nguyện là như vậy đó Tường Vân. Và rất quan trọng. Và điều này chúng ta phải làm mỗi ngày, từng giây từng phút luôn. Chứ không phải ngày đến giờ ăn làm lần, tối đi ngủ làm lần, không phải vậy. Cơ thể chúng ta hấp thụ ánh sáng từng giây từng phút như thế nào thì cái sự quan hệ mật thiết giữa ta và đấng bề trên cũng y như vậy. Để làm gì? Để khi chúng ta có mối quan hệ mật thiết như vậy đó thì tâm mình được bình tĩnh, bình an. Mà khi bằng bình an đó, mình không có gây cái chuyện từ nhỏ thành lớn. Phần lớn những cái chuyện trở ngại giữa cha mẹ đối với con cái không phải là ơn trên không ban phước, nhưng mà mình không đủ bình tĩnh khi nghe một vấn đề gì đó nó hơi chấn động. Khi mình phản ứng không kịp đó, không đủ sáng suốt đó, nó tạo ra những tình huống mà không cứu chữa được nữa. Cho nên việc cầu nguyện nó mang đến cho tâm chúng ta một tâm thái bình an, giống như trải một cái con đường bằng phẳng để ơn trên có thể can thiệp vào và cho mình sự sáng suốt để mình biết cần phải làm gì, một hai ba, từng bước một, rất quan trọng. Cho nên không thể nào ngày cầu nguyện hai lần ba lần là xong. No, tâm mình luôn luôn biết rằng mình đang đi đứng với vũ trụ, với đấng bề trên. Rồi Tường Vân. Em cảm ơn mục sư. Mục sư nói làm em nhớ cái câu em cũng mới vừa nghe đây, là lá vàng là bởi đất khô, nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Thành ra là khi mà con có vấn đề gì thì mình phải nhìn lại bản thân mình, làm cha làm mẹ, mình đã làm hết trách nhiệm của mình chưa?
mình đã dạy con từ nhỏ hay chưa, có cái điều gì mình thiếu sót và mình đã cầu nguyện cho mình và cho gia đình của mình hay chưa. Thực sự thì mục sư cũng có khuyên em là nên cầu nguyện buổi sáng sớm, thức dậy là mình đã phải cầu nguyện rồi, rồi mình cầu nguyện cho con, mình cầu nguyện cho cả gia đình mình, nhưng mà nghe khuyên nhưng mà chưa làm, chỉ làm ban tối thôi, và cái lúc vui thì cầu nguyện ít, và lúc buồn thì là cầu nguyện nhiều hơn, không có tập thành một cái thói quen là cầu nguyện mọi nơi mọi lúc như là mục sư vừa nói. Thì thực sự là đây là một cái điều mà em nghĩ rằng cần phải thay đổi trong bản thân của em, cần phải thay đổi để mà mình phải luôn luôn có cái sợi dây liên lạc mật thiết đó. Bởi vì thực sự làm cha làm mẹ ở cái thời bây giờ quá khó. So với cái xã hội ngày xưa của tụi em lớn lên thì em cảm thấy là dễ hơn. Còn bây giờ con cái thì rất là nhiều cám dỗ ngoài kia, thành ra là con sẽ có nhiều cái lựa chọn không có hợp, không có thích hợp cho các con, và làm cho con mình không có được vui vẻ hạnh phúc. Thì đây là một cái lời khuyên em thấy rằng là phải áp dụng liền, và em sẽ làm, em phải làm liền để mà mình phải luôn luôn nói cái sợi dây liên lạc đó, mật thiết đó, như là mục sư mới vừa nói. Thì không biết các anh chị nào trong Zoom mình có câu hỏi gì liên quan tới chủ đề, hoặc là những chủ đề vừa qua, thì các anh chị có thể giơ tay đặt câu hỏi trực tiếp với mục sư, hoặc các anh chị đang theo dõi trên Facebook cũng có thể nhắn tin hoặc là để comment ở trên đó để cho Vân đọc lên hỏi mục sư ha. Không biết chị Nga có muốn chia sẻ gì không hả chị? Dạ, em xin mến chào mục sư, chào Tường Vân và chào các anh chị trong Zoom. Về cái đề tài này em rất là tâm đắc, tại vì suốt một thời gian rất là dài em rất là khó khăn về vấn đề nói chuyện, mà bây giờ thì em đã hoàn toàn tháo gỡ được những cái khúc mắc về sự đối kết giữa mình với Chúa và sự đối kết giữa mình với chồng và các con. Thì cái đề tài này thật sự là em rất là thích được nghe, cũng như là thích được chia sẻ một ít về phần mình đã trải nghiệm được. Cái đầu tiên đó mà mục sư có nói đó là sự khiêm nhường, và cái thứ hai nữa là sự cam kết giữa mình với Chúa, và cái thứ ba là kiên ăn và cầu nguyện. Và điều này thì em đã thực hiện được, là đầu tiên là có sự khiêm nhường, tại vì thấy rằng là mình bất lực, mình không còn sức để mà nói chuyện hoặc là phản ứng hoặc là đưa ra những cái quan điểm của đời sống giữa người mà mình muốn đối diện đó. Thì cái điều đó là ý Nga đã khiêm nhường nói với Chúa: Chúa ơi, con thật sự cần sự giúp đỡ của Chúa lắm, nếu không có Chúa con sẽ không làm được bất cứ điều gì cả. Và khi lời nói đó được nói với Chúa đó, rõ ràng là Chúa đã nhậm lời. Và điều thứ hai nữa là Nga cam kết mỗi buổi sáng sớm viết thư cho Chúa. Thì cái vấn đề mà viết thư cho Chúa là không phải là mình chỉ than thở không, mà mình nói những điều ở trong tâm tưởng của mình khi vui cũng như khi buồn. Thì cái sự cam kết đó làm cho mình có cái tình rất là đậm với Chúa. Nên Nga thấy được là cái điều đó rất là cần, và Nga cũng đã làm được. Và gần đây nhất đó là kiên ăn. Giống như mục sư nói khi nãy đó, là bỏ đi tất cả những tạp chất, ngay cả tinh thần cũng như là cái điều mà mình đưa vào cơ thể của mình. Thì khi mà làm được rồi đó thì mình thấy là nói chuyện với con rất là dễ. Nó lắng nghe lời của mình nói. Và khi mà nó lắng nghe như vậy đó, mình truyền đạt được ý của mình, cũng như là cái điều mà tốt nhất cho con cần hiểu và biết. Khi mà nó lắng nghe được rồi đó thì nó sẽ thu nhận và nó thực hiện. Thì phải nói là đây gọi là sự huyền nhiệm đó. Nghe thấy là làm người là một sự huyền nhiệm rồi, mà nối kết được với Chúa
để lấy được tư tưởng của Chúa truyền đạt cho mình là phải nói là miracle, là phép lạ. Mà cái phép lạ này có nghĩa là mình đã thông giao được với cái nguồn cao hơn và từ đó mình chia sẻ với con. Thì phải nói là cái vấn đề mà cầu nguyện rất là quan trọng cho cuộc đời của mình đối với Chúa. Xin hết ạ. Amen. Cảm ơn Yến Nga. Cảm ơn Yến Nga rất nhiều. Không chỉ là mình có thể nói chuyện được với con mà con vâng lời một cách vui vẻ, vâng theo sự chỉ dẫn đó, để có một cái tinh thần và lối sống lành mạnh đó, một cách vui vẻ tự nguyện, lạ chứ. Mà thật sự đây là một niềm vui quá lớn luôn đối với mẹ và cha. Đó. Là vì con cái của chúng ta đối diện với nhiều áp lực lắm, từ trường lớp, từ đời sống, từ cái văn hóa của tuổi trẻ thời nay. Đó. Cho nên bao nhiêu trận cuồng phong diễn ra hàng ngày trong tâm tưởng các cháu. Rồi các cháu về đó, các cháu không biết tìm cái niềm an ủi đâu, mở máy lên và xem một cuốn phim, mà phim ảnh ở đây thì chúng ta biết rồi, đủ thứ hình thức, có thể là gây cho tinh thần thêm hoang mang nữa. Bây giờ còn cách nào đây? Xã hội thời xưa đã có những tình cảnh tương tự như vậy, thì xã hội thời nay chúng ta cũng không thể nào thiếu quyền năng của Đấng bề trên được. Cảm ơn Yến Nga chia sẻ. Dạ, em cảm ơn chị Nga chia sẻ cái trải nghiệm của chị quá hay luôn. Và chắc em cũng phải bắt chước chị thôi. Tại vì em cũng mất rất nhiều năm không có nói chuyện được với chồng, với con. Và chỉ độ vài năm đổ lại là mới đỡ thôi. Nhưng mà chưa tới được cái mức độ mà có thể nói rằng mình có thể chỉ dẫn cho con những cái điều mà con làm theo. Đôi khi thì tại cái thời sợi dây nó đứt lâu quá rồi nói lại nó chưa có mạnh, thành ra là truyền 10 chắc cũng mới được có một phần thông qua thôi, còn phần còn lại chắc là phải cầu nguyện thêm để mà có thể đạt truyền hết những cái gì mà mình muốn nói. Thành ra là em sẽ bắt chước chị và có thể là em sẽ điện thoại riêng cho chị hỏi thêm bí quyết như thế nào cho chi tiết rõ ràng một chút. À, vì thật sự em tin rằng không có bà mẹ nào mà không muốn điều tốt lành nhất cho con của mình, đúng không các anh chị? Không ai mà không muốn con mình hạnh phúc hết. Con mà đau thì mẹ còn đau hơn. Thành ra là đây là cái điều mà đơn giản nhất mình có thể làm. Là không có khó khăn gì hết. Nhưng mà nếu mà chờ tới khi mà nguy kịch mà gọi là thì nó hơi vất vả hơn là mình làm từ bây giờ. Mất thời không mất bao nhiêu thời gian. Dạ. Nhân Tường Vân nói như vậy, gọi điện thoại đó, chúng ta phải bắt cặp, có nghĩa là các chị em, những người mẹ đó, nên chọn cho mình những người bạn, có những người bạn về những lĩnh vực của cuộc sống, có những người bạn về lĩnh vực tâm linh, và chúng ta hỏi thăm ngày hôm đó, giờ đó, tôi có thể gọi cho chị em mình cầu nguyện trong vòng 10 phút được không? 10 phút thôi, không có kéo dài. Và cứ giữ cái sự cam kết, be accountable, giữ cái sự cam kết đó lâu dài luôn. Chị em mình có thể cam kết trong vòng 3 tháng được không? Chị giúp em giúp chị. Nói chung là tạo cái tình thân, sự kết nối với nhau. Và trong Kinh Thánh Chúa cũng nói bất cứ nơi nào mà có hai hay ba người nhân danh ta mà cầu nguyện thì ta sẽ ở giữa họ. Có nghĩa là Ngài sẵn sàng ở giữa cái vòng đó. Và cái sự liên kết đó nó mạnh lắm. Nó mạnh lắm. Hỗ trợ cho nhau về tinh thần. Dù ở xa, mình đang buồn việc gì đó, mình biết bên kia cũng có thể đang cầu nguyện cho mình. Việc này rất hay. Giữ cái sợi dây gắn kết thân mật. Tốt lắm Tường Vân. Vậy như vậy là mình cầu nguyện mà cầu nguyện nhiều người sẽ tốt hơn là một người phải không? Một sư ví dụ như Và là mình nên chọn cái người nào mình tâm đầu ý hợp về phương diện tâm linh. Cái từ trường đó, nó là từ trường tích cực. Từ trường tích cực. Tại vì trong trường hợp này thì mình đang có những vấn đề có thể là nan giải, mình nên gặp những từ trường tích cực. Rồi về sau này mình mạnh mẽ đó, mình mới quan tâm cho một người yếu, ngay cả quan tâm cho một người chị em yếu hơn mình đó, mình cũng giới hạn thời gian, đừng có để cho họ buông hết những cái đống rác cuộc đời họ
đổ vô hết tâm can của mình là mình gục ngã liền, trong vòng mấy tuần gục ngã liền và chán ngán nhau ngay. Tập cho họ dè dặt ở cái khoảng thời gian giới hạn, là vì khi mà mở ra là mở kinh khủng lắm, không phải trong tâm mình không, nhưng mà đằng sau mình đó có một lũ quỷ đó, nó đi xuyên qua đổ vô hết, đi xuyên qua miệng của người đó. Cho nên tập yên lặng khi cần phải yên lặng, tập nói khi cần phải nói, rất cẩn thận ở ngôn ngữ của mình, là vì trong từng câu từng chữ chúng ta nói nó có một quyền năng lớn lắm. Một là biến người đối diện, người nghe trở thành thế này, hai là thế khác, và ai cũng phải có trách nhiệm nơi lời nói của mình. Dạ, nếu mục sư nói như vậy đó, thì khi mà mình nói chuyện với con của mình đó mục sư, thì mình cũng phải rất cẩn thận trong cái lời nói. Tại tuyệt vì đối cẩn thận. Dạ, nếu không thì mình có thể mở cái cánh cửa cho quyền lực bóng tối nó Đúng vào vậy. trong con của mình, đúng không mục sư? Đúng vậy. Đức Chúa Giêsu nói mà, đừng chỉ trời, chỉ đất, chỉ gì để thề. Đó có nghĩa là đừng có dựa vào, dựa hơi. Mẹ là con người có kiến thức, đừng có dựa hơi điều đó. Đừng có dựa hơi ông này bà kia, đừng có dựa hơi ông nội bà nội con nói. Chúa nói đừng có chỉ trời, đừng chỉ đất, đừng chỉ ngai của vua lớn vân vân. Chúa nói cái gì có thì nói có, gì không nói không. Và những điều còn lại đó, Chúa nói từ đâu? Từ ma quỷ. Và khi chúng ta nói, chúng ta biết âm thanh nó là một dạng từ trường lớn nhất của vũ trụ. Nhờ âm thanh mà Thượng Đế đấng tạo hóa tạo dựng nên thế giới này mà. Và hàng ngày chúng ta thấy âm thanh cũng đảo lộn thế giới, hay là làm thế giới tốt đẹp cũng nhờ âm thanh hết. Âm thanh từ trong gia đình, vợ chồng nói chuyện với nhau. Và trước khi mở miệng, cái từ trường của mình đó phải được chuẩn bị. Mình phải uống nước, ăn như thế nào, hít thở ra sao, rồi hãy mở miệng ra nói. Nhớ như vậy, dù là nói chuyện với ai, nhất là nói chuyện với các con của mình, là vì các cháu nó thần tượng mình sẵn đó rồi. Mẹ đang nói chuyện với mình mà, có nghĩa là mẹ là một vị thần rồi. Mà lời nói của một vị thần rất quan trọng đối với tâm can của con mình. Hoặc là một ông thần là ba mình đó. Tại vì từ nhỏ đó đã nhìn lên thấy ông này cao quá, nó ngưỡng mộ. Thấy không? Và nó trở thành con người như thế nào là do hoặc nhờ cha hay mẹ qua lời nói. Có những lời nói cha mẹ vô tình thôi mà biến đứa con thật sự trở thành quỷ sứ giữa đường phố. Nhiều lắm. Cứ chửi nó là mày đồ quỷ thì thôi, làm sao nó không thành quỷ được. Phải không ạ? Biết bao nhiêu người mẹ, người cha Việt Nam vô tình. Mày ngu như con gì đó. Ôi cha Việt Nam cái miệng phải nói là không biết ăn mắm ăn muối như thế nào. Điều cần kiêng đầu tiên là kiêng cái miệng của mình. Ngàn năm á, bia đá nó còn mòn, 100 năm bia đá còn mòn, mà ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ mà. Cứ trơ trơ ra mà nói không cần biết ai nghe như thế nào, thì rất cẩn thận ở những ngôn từ mình dùng. Nha, mà trước khi nói đó mình biết rằng không phải con mình nghe không, mà có một vị thần linh lớn lắm là đấng tạo hóa, là ông trời đang nghe mình. Mình liệu mình nói. Không phải vậy là cha là mẹ muốn nói gì nói đâu. Mình sẽ có trách nhiệm dựa trên những gì mình đã nói với con mình. Chúa nói mà, nếu mà ai làm cho một đứa nhỏ này vì tin ta mà trở thành đó, có nghĩa là đứa nhỏ nó biết có đấng tạo hóa, nó biết hình ảnh nó rất đẹp, nhưng mà khiến nó trở thành một người tội lỗi đó, thì cái người khiến một đứa trẻ trở thành một người tội lỗi đó bị một án phạt rất lớn. Mà Chúa nói là thà cột tảng đá, mà cột đá, tảng đá khổng lồ đó, cái loại đá mà ngày xưa người ta dùng để người ta xây những cái loại đậu thời xưa, mà phải có con lừa nó kéo cái tảng đá đó, cột ngay cổ quăng xuống biển. Có nghĩa là cái hình phạt đó Chúa nói là đừng cho nó sống nữa, kéo nó xuống dưới lòng biển luôn. Mà phần lớn các bậc cha mẹ làm cái việc đó. Cho nên đây là vấn đề rất là nghiêm khắc từ miệng của một đấng mà chúng ta gọi là đấng nhân từ nói ra. Chúa Giêsu mà khi nói Chúa Giêsu chúng ta nói về tình yêu, mà tại sao Ngài lại nói câu này? Là vì Ngài thương trẻ thơ lắm. Ngài nói thiên sứ của các cháu đó gặp Đức Chúa Trời mỗi ngày, có nghĩa là thiên sứ báo cho Đức Chúa Trời biết
phúc trình cho Đức Chúa Trời biết hôm nay đứa bé này như thế nào. Ôi cha, nhiều gia đình không hề biết có thiên sứ đang đứng đó. Tưởng là mình có hoàn toàn thẩm quyền, muốn làm gì làm. Thấy chưa? Mình tưởng mình ngon lành lắm. Về mình khoe với con mình, hôm nay bà mới trúng một cái mối làm ăn lớn. Đi ra đi vô cũng dùng vua vậy hả? Ba đại gia mà đi xe ngon lành ha, công ty lính lác của ba mà chưa ra đến cửa chó đã đến liếm chân rồi. Mình cũng oai phong trong nhà mà đi như vậy, mình không biết có thiên sứ đang đi tới lui trong nhà. Cho nên tôi thấy rằng thế giới nhân loại nói chung, người Việt Nam chúng ta nói riêng, đã sống trong sự mù mờ của con mắt tâm linh, hầu như là không cảm biết được. Ngoài cái mặt của mình ra, mình không thấy mặt ai hết á. Mình không thấy mặt của thiên sứ. Cho nên mình không sợ. Nhưng mà Chúa Cứu Thế là hiện thân của tình yêu. Ngài phải thốt ra những lời như thế này thì chuyện này không có giỡn được. Phải dừng lại đi. Ngay cả trong phòng ngủ của chúng ta cũng có thiên sứ mà. Trong một quyển sách tôi với Nga đọc gần đây đó, có những thiên sứ đó ban đêm luôn hiện diện để sẵn sàng chữa bệnh cho mình. Đi xung quanh giường của mình để chữa bệnh cho mình. Đâu có ai thấy đâu, mù mờ hết rồi. Nằm lăn ra ngủ sau khi uống bao nhiêu chai bia vào. Nằm lăn ra ngủ, đánh vợ ăn trận bắt đầu ngủ nữa chứ. Chửi vợ ăn trận, tơi bời, thóa mạ vợ trước khi đi ngủ. Nhưng mà các thiên sứ đó là những đấng phải nói là trung thành với đấng tạo hóa. Họ vẫn làm công việc chữa lành. Để sáng hôm sau cái thằng mà say rượu hôm qua đó, nó có thể thức dậy được. Nó có thể bình tĩnh để bắt đầu một ngày mới, phải không? Chứ hôm qua là say mềm ra rồi, nó đâu có biết gì đâu. Mà nó được gọi là mở ngoặc, đóng ngoặc là thằng cha. Tôi xin lỗi phải dùng những từ ngữ như vậy để mình thấy được con người chúng ta tệ như thế nào. Mà ngông nghênh ngang giữa cuộc đời, không coi ai ra gì hết. Và mình vô tình đó làm những đứa bé trở thành những con người không tưởng của xã hội loài người. Rất cân nhắc, rất cẩn thận về từng nghĩa cử sống của mình. Không phải mình là ông trời con trên hành tinh này đâu. Cho nên đó lý do tại sao mà điều đầu tiên tôi có chia sẻ qua câu hỏi của Tường Vân, đó là cầu nguyện là hạ mình. Mình phải biết mình không phải là lớn hơn tất cả. Hạ mình là vậy đó, cầu nguyện là vậy đó. Đã nói là cầu mà. Phải biết mình được tạo dựng và phải biết được là đấng bề trên vẫn dõi theo từng bước chân của mình. Và hàng ngày đó có bao nhiêu thiên thần vây quanh cuộc sống của chúng ta. Rồi. Dạ, em cảm ơn mục sư. Các anh chị nào có câu hỏi nữa không thì giơ tay cho con mời ha. Mục sư nói là hàng ngày chúng ta có thiên thần xung quanh chúng ta thì cha mẹ có thể làm gì thêm ngoài vấn đề mình kiêng ăn nè, mình phải cầu nguyện nè, rồi mình làm cái gì nữa để thiên thần luôn luôn bảo vệ con của chúng ta nè mục sư? Thì mình dọn dẹp nhà cho sạch sẽ gọn gàng. Dạ, dọn dẹp nhà rồi em đi xuống. Đâu sạch sẽ chứ, mình biết có thiên thần còn hơn là tổng thống vào nhà mà tổng thống đâu ăn thua thiên thần. Thấy mỗi lần tổng thống đi ngang con đường đó, cho nên là sáng nay có cô em gái đến nhà ngồi ăn cơm, dĩa đã được sắp ra rồi, cô ngồi xuống cái cô lấy cái dĩa đó qua một bên, rồi tôi mới nói dĩa đó của Chúa đó. Cô đẩy qua cô không để ý, cô cũng vẫn an nhiên tỉnh bơ vậy đó. Tôi đứng lên, tôi sắp xếp lại. Cô không tin chuyện đó, dù là một người được làm phép tem đã lâu. Và biết bao nhiêu người Christian, người cơ đốc, không hề biết có chuyện đó diễn ra trong từng giây phút sống. Thì làm sao đời sống đó được ơn được. Nhiều khi mình tin bằng cái miệng mình thôi, chứ mình không tin bằng cái tâm, cái trực giác của mình. Cho nên đâu có gì gọi là linh đâu. Ngay cả những người mà ta thờ cúng quỷ thần mà người ta còn muốn linh nữa mà.
Còn đây mình thờ đấng tạo hóa mà mình lại không tin là linh. Linh có nghĩa là cái chỗ mình ăn cũng phải có Chúa. Chúa không hiện diện đó chứ. Mà nếu Chúa hiện diện mình có mời không? Mình có sắp cho Ngài một cái chỗ ngồi không? Mình có sắp ngay đó một cái dĩa cho thật đẹp không? Mỗi lần tôi thấy là có cái dĩa nào bị mẻ thì tôi kéo qua bên phía tôi đưa một cái dĩa nguyên, giấy cũng vậy, ngăn nắp đàng hoàng, đũa muỗng, cái chỗ ngồi phải sạch sẽ, mình biết mà, chứ đâu phải mình tin cái chuyện mà khi nào con cần con gọi Chúa nha, con cần con gọi Ngài, còn giờ con đang vui với chồng với con làm ơn ra khỏi nhà con đi, đứng ngoài cửa chờ hàng triệu người cơ đốc đang sống đời sống như vậy, không biết cái chuyện gì xảy ra hết. Bắt đầu mình mở một cái party nhậu. Bây giờ chúng con đang bận cái chuyện nhậu rồi đó. Bạn bè con vô là chơi karaoke tới đêm với Chúa. Con thấy điều này cũng không phù hợp với Ngài lắm. Ngài đi chơi chỗ khác nên Ngài qua nhà mục sư Cường đi. Rồi khi nào xong party đó con kêu anh Phi qua gọi Ngài về. Qua đây tôi sắp xếp Chú ngủ rồi, đâu Chú đi về đâu nữa, Chú nói mai tao sẽ về nhà tụi bay. Thấy không? Hàng triệu người, Công giáo cũng vậy, Tin lành cũng vậy. Mình ăn trên bàn mình đã biết cái món nào nó hợp, cái món nào không hợp. Bia, rượu. Mời Chúa ngồi đó rồi nói chuyện tàm xàm ngay bàn ăn. Nó đâu có linh đâu. Ngày xưa chúng ta tin và thờ quỷ thần hay thần tượng gì đó, chúng ta còn sợ mà đi qua một cái miếu đó, nhớ không, ở thị trấn Long Khánh đó. Mấy thằng bạn của tôi nó phá lắm, nhưng mà khi đi qua một cái miếu góc đường đó, thằng nào cũng đi nghiêm chỉnh hết á. Giờ này mắt chúng ta đã được mở ra rồi, chúng ta biết đấng tạo hóa có thật mà chúng ta không sợ chút nào hết. Không sợ. Ngang nhiên. Thì cái gì nó vào? Khi mà Ngài không ở trong đó nữa thì cái khác nó vào. Giống như câu chuyện Kinh Thánh Chúa Giêsu nói đó. Khi một ngôi nhà được dọn sạch sẽ đó, ma quỷ đã ra nha. Nó lén lút nó trở về. Nó lấp ló ở bên cửa sổ mình, nó nhìn vào, nó thấy căn nhà không có người. Có nghĩa là không có chủ, không có đấng tạo hóa, không có quyền năng lớn trong đó. Nó đi ra ngoài, nó rủ thêm 7 con quỷ nữa. Nó rủ thêm 7 quỷ, gấp 7 lần luôn. Thì chúng ta phải cần biết rằng cái việc mà tin kính nó rất là linh thiêng. Mà nếu mà linh thiêng thì từng giây từng phút chúng ta phải biết được cái gì là ăn, cái gì là cúng, phải không ạ? Cái gì là ăn, cái gì là cúng, ngày xưa ta nói đó, khi bước vào nhà ai phải biết cái gì là cái ăn mà cái gì là cái cúng, hay cái cúng là không được đụng đến đó, cái cung cách quan trọng lắm. Tại vì không có cung cách cho nên con cái của chúng ta mà chúng ta đi lướt qua không có gì gọi là giới hạn cả, gọi là luôn tuồn là vậy đó. Nó linh thiêng lắm chứ không có giỡn đâu. Mà nếu mà giỡn cợt thời gian chúng ta thấy nó nhạt nhẽo, nó mờ đi, giống như là mất cái hình ảnh thiêng liêng trong nhà mình vậy đó. Và phần còn lại tự mình phải đối phó với những gì xảy ra. Mất cái quyền năng đó rồi ở trong gia đình. Cho nên nhiều người đó khi mà vui được niềm vui ban đầu với niềm tin đó, sau đó họ bắt đầu ơ thờ. Họ tưởng là đóng cái dấu mộc là xong rồi, là mình bây giờ là người tin Chúa xong. Họ không có nuôi dưỡng niềm tin, không có nuôi dưỡng cái mối quan hệ đó, không có nuôi dưỡng tình yêu ban đầu với đấng bề trên. Và rồi tình yêu ban đầu nào cũng vậy, nó trở thành mai một và nhiều khi trở thành thù nhau, ghét nhau luôn nữa. Không có biết bao nhiêu người nam người nữ ban đầu thì hăm hở lắm, mừng đón và săn đón nhau. Nhưng mà khi được rồi đó, bắt đầu cái tỏ thái độ và rồi dần dần trở thành kẻ thù nhau luôn.
Tôi hy vọng rằng những người mà có mối quan hệ với đấng bề trên đó không bao giờ bị rơi vào trường hợp đó. Không biết Ngài là ai, và trong Kinh Thánh cũng có nói là khi Ngài gặp lại chúng ta, có nhiều người Ngài nói ta không biết người là ai hết. Lạ vậy đó, mình tưởng đấng tạo hóa biết hết mọi người, nhưng mà Chúa nói là có những trường hợp Chúa không biết người đó là ai. Chúa nói hãy tránh ra khỏi ta không biết người là ai cả. Cho nên quay lại điều mà chúng ta nói từ đầu, tại sao lại cầu nguyện là như vậy? Phải hiểu rằng cái việc cầu nguyện là chúng ta đang nói chuyện với một đấng có thật. Mà nếu nói có thật là nó phải linh thiêng. Phải linh thiêng chứ. Ngay cả một bức tượng mà do tay chúng ta làm ra đó, mà cứ lạy nó riết nó cũng linh thiêng đó. Nó là một bức tượng vô tri vô giác, nhưng mà cứ lạy nó riết, cúng nó riết, nó cũng trở thành linh thiêng. Là vì sao? Chúng ta đã nạp năng lực vào cho nó. Chúng ta đã nạp vào năng lực vào cho nó. Thì nó phải linh thiêng thôi. Chúng ta cho nó năng lực của mình mà. Nhưng mà đấng tạo hóa là đấng có thật. À, vì vậy mà chúng ta phải biết rằng cái việc mình đến với Chúa đó là việc phải nói là rất quan trọng. Để làm gì? Để đời sống mình hạnh phúc và các con của mình đó được sức mạnh từ Ngài. Như vậy đó Tường Vân và các anh chị em. Dạ, em thấy có em Phương Tiến muốn đặt câu hỏi. À, chị mời em mở mic. Phương Tiến xin chào mục sư, chào tất cả anh chị em. Phương Tiến có câu hỏi là, vì là về cái cầu nguyện này thì Phương Tiến thì cũng đang có những cái chưa được nghĩa là chưa được hiểu hết cho lắm. Ví dụ như hàng ngày ấy, Phương Tiến cầu nguyện, ấy, như sáng dậy là Phương Tiến cầu nguyện và trước khi ngủ và cầu nguyện. Vậy Phương Tiến muốn hỏi là như chị Yến Nga có chia sẻ là có biết cả những mỗi khi ngủ dậy đấy thì chị Yến Nga viết tâm thư để gửi đến Chúa. Vậy Phương Tiến hỏi rằng là khi mình cầu nguyện đấy mình phải nói ra như buổi sáng hoặc là tối đi ngủ đấy là Phương Tiến cầu nguyện là Phương Tiến và con Phương Tiến là nói ra cầu nguyện là nói để nghe mẹ nghe con nghe và muốn là gửi đến Chúa. Vậy khi ví dụ là khi có một cái vấn đề gì đấy xảy ra mà mình không thể nói ra được ấy mà mình cầu nguyện trong tâm thức ấy, thì cái này nó có được không mục sư? Và cái thứ hai nữa là như chị Tường Vân cũng đưa ra cái câu hỏi là riêng cầu nguyện đấy thì mình còn phải làm được điều gì thêm đấy, như là đối với con cái đấy thì mục sư gọi là dọn dẹp nhà cửa. Phương Tiến hỏi là cái dọn dẹp này nó có phải không, phải không những là chỉ dọn dẹp nhà cửa mà có phải là dọn cả cái tâm của mình không ạ? Đúng rồi, Phương Tiến ạ. tôi sẽ đề cập đến phần thứ hai trước. Khi chúng ta nói dọn dẹp đó, là chúng ta làm một công việc thiền. Bất cứ cái gì mà thấy bằng mắt được đặt ở vị trí nào nó không có lý do của nó, còn không mang cất bỏ vô trong cái thùng và chuyển vào trong nhà kho. Thỉnh thoảng mang ra lại nếu nó có lý do có mặt ở đó. Bất cứ cái gì chúng ta có thể thấy bằng mắt được đặt ở vị trí nào trong nhà, nó đều có lý do của nó, là vì chúng ta ám thị lẫn nhau, đồ bạc, đồ vật cũng vậy, tất cả đều có những từ trường hết. Làm công việc đó đó, cùng một lúc chúng ta cũng đang thiền luôn, đang tâm niệm. Giả sử việc quét nhà không phải quét cho xong, cho sạch cái nhà, mà chúng ta hiểu được rằng cùng một lúc cái tâm của mình cũng được dọn dẹp, cũng được quét sạch. Và như vậy đó, cái giây phút đó nó sướng lắm. Khi chúng ta thay một cái màng, cái gì đó rửa chén cũng vậy, là chúng ta đang tâm niệm rằng mình cũng đang rửa một điều rất tốt đẹp ở trong tâm thân mình. Tẩy rửa đi những cái bợn nhơ trong tâm thân của mình. Đó, dọn dẹp là vậy. Ngày nào cũng cần có thời gian để làm cái việc này. Thay vì chúng ta phải vào tập yoga, therapy, thì cái việc dọn dẹp nó cũng là một cái bộ môn nghệ thuật. Sắp xếp cũng là một bộ môn nghệ thuật ở trong căn nhà của mình, trong phòng ngủ, phòng tắm, vân vân. Xem thử có cái gì để đó mà vô công rồi nghề, vô thức đó, thì cất nó đi, đặt nó qua bên, đến cái mùa, đúng vào cái mùa, cái điểm của nó thì mình sẽ mang ra. Tại vì những màu sắc trong nhà nó cũng ám thị con người, nó cũng tạo cái sự mệt mỏi hoặc là phấn hưng tinh thần, thật sự là như vậy đó.
Rồi điều thứ nhất mà Phương Tiến hỏi đó là khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta có cầu nguyện bằng tâm thức được hay không? Tâm thức là cái cách mà sâu sắc nhất trong việc cầu nguyện. Nhưng mà cái tâm thức đó cũng được thổ lộ qua âm thanh. Một lần nữa, âm thanh đóng một vai trò rất quan trọng. Kinh Thánh nói mà, nếu mà lòng ngươi tin và môi miệng ngươi thốt ra điều ngươi tin thì ngươi sẽ được cứu. Chúng ta nghe kịp không? Để Phương Tiến quay lại rồi tôi sẽ nói lại. Lời Kinh Thánh nói rằng, nếu lòng ngươi tin, có nghĩa là tâm thức ngươi tin đó, và miệng ngươi xưng ra nói một cách công khai điều ngươi tin thì ngươi sẽ được cứu. Nó có hai cái. Có nghĩa là đức tin phải có việc làm. Tâm thức hiểu biết nhưng mà phải biến thành lời nói. Là vì khi chúng ta nói ra là chúng ta truyền vào cái thế giới mình đang sống và vũ trụ mình đang tồn tại một cái năng lực tích cực. Và lúc bây giờ khi này là theo luật hấp dẫn thôi. Vũ trụ mà nhận được một cái năng lực tích cực, nó sẽ cho lại cho chúng ta 1.000 lần cái năng lực tích cực đó. Giống như chúng ta đặt một cái vốn vào vũ trụ vậy đó. Đưa một cái nguồn âm thanh nho nhỏ và thật tâm của mình vào vũ trụ thì vũ trụ nó sẽ cho ngược lại. The law of attraction là vậy. Luật hấp dẫn, đó là luật hấp dẫn. Cho nên miệng mình cần nói ra là vì âm thanh nó mang theo từ trường. Nó đi xuyên qua không gian thời gian mà không có một âm thanh nào tốt đẹp mà bị chết hết. Hoặc mai một cả. Nó sẽ sống hoài mà chúng ta muốn nói ra những âm thanh muôn đời. Vì vậy mà lúc nãy chúng ta có đề cập đến việc phải cẩn thận ở ngôn ngữ của mình. Là vì nó lòng vòng trong đầu con mình đó. Vì vậy mà cần phải kiêng ăn và cầu nguyện để thanh tẩy nó ra. Và một trong những cái chất mà thanh tẩy tuyệt vời nhất ở trên cái hành tinh này là cần tây. Là cần tây. Không nói hết được cái chức năng và cái linh dược mà tạo hóa đã đặt trong cần tây. Trong tất cả các loài thực vật á, cần tây là cái loại mà khó bị ô nhiễm nhất bởi môi trường sống. Và ngay cả nó tẩy luôn cả những cái chất gọi là lưu huỳnh đó, mercury ra khỏi não của mình. Và ngay cả phóng xạ cũng vậy, dễ sợ lắm. Nói chung là quá sức, phải nói là tưởng tượng con người mà con người ít có ai mà coi trọng cái món này. Thường thường là mùa lễ tạ ơn bên đây người ta ăn cho vui miệng thôi. Nhưng mà nếu chúng ta hiếu kỳ và muốn hiểu được cái tầm quan trọng của nó đó, chúng ta có thể đọc cuốn sách, bên Việt Nam có dịch cuốn sách này rồi, Tại sao lại là cần tây ép, của tác giả Anthony Williams. Và cái anh này đó được Đức Thánh Linh của Chúa buộc anh phải truyền đạt vấn đề này cho cả thế giới nhân loại. Hàng triệu người trên thế giới được chữa lành bởi những gì mà anh này anh chia sẻ. Anh viết nhiều sách lắm. Và nhiều người Hoa Kỳ, những người nổi tiếng đó cũng được anh giúp đỡ rất nhiều. Và nước ép cần tây đó quan trọng lắm. Đó. Khi mà chúng ta đã đọc quyển sách này rồi, bên tiếng Anh gọi là gì Yến Nga? Celery ha? Nước celery hả? Cái cuốn sách này để tôi gửi cái link cho Tường Vân, rồi Tường Vân muốn chia sẻ với ai thì cứ tự nhiên. Nhưng mà ở trong thiên nhiên Chúa tạo nên nhiều loại hoa trái thực vật đó mà người ngàn xưa người ta tin rằng nó có những cái phép màu thần diệu để đẩy lùi đi quyền lực bóng tối, ma quỷ. Giả sử như người ngày xưa người ta hay treo một cái sâu củ tỏi đó ở trong nhà của họ. Điều này nó có thật chứ không phải là mê tín dị đoan gì đâu. Thật sự là như vậy. Không hề có cái chuyện mê tín dị đoan trong những cái chất liệu mà thực vật ban cho con người. Là vì khi chúng ta đọc cuốn sách mà các loại thực phẩm chữa lành cho cơ thể con người đó, the food that change your life, thì chúng ta thấy được là ngay cả trong trái bơ tôi đang có đây nè, nó là hiện thân của trái đất đây. Tuyệt vời luôn. Cái anh này khi mà anh viết, không phải anh viết mà Đức Thánh Linh khải thị cho anh, để anh diễn tả được cái linh hồn của trái bơ, chứ không phải là chất
chất liệu trong trái bơ hoặc là những chất tố trái bơ. Thường thường chúng ta nghe những cuốn sách hoặc đọc những cuốn sách liên quan đến thực phẩm thì chúng ta chỉ biết được cái chất tố của trái bơ thôi. Và nó healthy cho cơ thể chúng ta như thế nào. Nhưng mà cái anh này được thần linh của Chúa hướng dẫn anh đó. Anh nói về linh hồn của trái bơ mới là lạ chứ. Linh hồn của trái bơ, trái táo như thế nào. Và tất cả những gì chúng ta ăn vào nó cho chúng ta cái linh. Cái linh. Spiritual strength đó. Đó. Linh năng. Linh năng. Là vì chỉ có linh năng mới có thể đẩy lùi được quyền lực bóng tối thôi. Linh năng mà spiritual thì mới có thể đẩy lùi được quyền lực bóng tối. À, hay lắm. Rất tiếc là tôi không có những cuốn sách đó ở đây để chia sẻ các anh chị em. Để chúng ta thấy được bài học hôm nay đó, nó mang tính thực tế, không phải nói bằng lý thuyết không. Nó có những cái cách thức để chúng ta áp dụng vào đời sống hàng ngày. Và chỉ trong một thời gian ngắn thôi, thì chúng ta sẽ thấy được một sự thay đổi lớn lắm trong gia đình của mình. Tại sao người Việt Nam chúng ta lại có cái ngày đương táo về trời, hoặc là cái ngày mà 30 Tết là phải dọn dẹp nhà cửa đó. Điều đó nó quan trọng lắm, mà trong ngày hôm đó là phải cẩn thận quét cái gì ra và giữ cái gì ở trong nhà của mình. Điều đó nó không hề mê tín dị đoan gì cả. Nó đều có những cái nghi thức và truyền thống sống đó, của người cổ xưa. Mà người cổ xưa khi ta làm cái gì ta cân nhắc. Chứ không phải đó chỉ là một cái nét gọi là làm cho có lệ, không phải vậy. Dạ, em cảm ơn mục sư. Chết rồi, em không có đưa ông táo mấy chục năm nay. Chắc năm Tết năm nay phải suy nghĩ lại coi. Không, phải cái việc mà đưa ông táo là chuyện khác. Nhưng mà hồi nãy có nói là cái việc mà quét dọn nhà cửa đó. Dạ. Chuẩn bị 30 Tết đó. Dạ, vâng. Đó. Còn ông táo là tưởng mục sư nói là cần đưa ông táo, mà em không đưa ông táo không biết. Ông táo là một cái hình thức gọi là nhắc nhở người ta. Thường thường người xưa người ta hay dùng những câu chuyện ngụ ngôn để nhắc nhở rằng đó, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chứ không phải 23 Tết không. Kinh Thánh Đức Chúa Giêsu nói ngày nào thiên sứ của Chúa cũng báo cáo cho Đức Chúa Trời. Còn ông táo người Việt Nam chúng ta chỉ có 1 năm báo cáo 1 lần thôi. Ông cũng phải nói khỏe lắm, ông ngồi bếp, ông ngửi hoặc là ông thưởng thức các món ăn của chúng ta. 1 năm lên trời có 1 lần, nhưng mà Kinh Thánh Đức Chúa Giêsu nói rằng thiên sứ của các cháu đó ngày nào cũng gặp Đức Chúa Trời cả. Không phải báo cáo không, mà nhờ Chúa cho những cái ơn phước đặc biệt cho đứa bé đó, để thêm sức cho đứa bé đó. Và có con chúng ta ngày nào cũng được thăm một cách đặc biệt. Vấn đề là chúng ta có muốn thấy hay không, và cảm nhận được điều mầu nhiệm này hay không thôi. Và nếu mà làm như vậy thì ông táo sẽ bị lay off. Ông táo rảnh lắm, ông táo như khỏe rồi, năm có một lần thôi. Thiên sứ là làm việc mỗi ngày luôn. Mà thiên sứ cũng là một cái dạng mà thần linh đó. Dạ, em cảm ơn mục sư. Chúng ta chỉ còn ít phút nữa trước khi kết thúc chương trình. Hình như em Hằng có câu hỏi phải không em? Dạ, con xin chào mục sư, xin chào tất cả các anh chị trong Zoom. Hôm nay là học về cầu nguyện, thì con cũng có một chút chia sẻ là cách tầm khoảng 2 tháng về đây thì con cứ liên tục cầu nguyện ấy. Tức là không cứ ở nguyên là buổi sáng hay là buổi tối, mà trong ngày cứ lúc nào mà con có gặp một cái nan đề gì đó là con lại cầu nguyện. Và con cũng thấy là cũng tạ ơn Chúa là con cũng thấy linh ứng. Tức là 2 tháng vừa rồi thì con trong người con cảm thấy là bệnh tật nó tê tay tê chân. Sau đó con cũng cầu nguyện đến cha là cũng xin là chữa lành cho con ấy. Thì ngay lập tức vài hôm sau thì có một người bạn ấy, thì bạn ấy chỉ cho con là đi vào trong cái nhóm ăn như mục sư nói là thanh tẩy cơ thể ấy. Thì con vào trong cái nhóm đấy, con cũng học theo các anh chị là con cũng ăn uống và con cũng ăn uống được 3-4 ngày là con đã thấy cơ thể của mình nó đã khác hẳn rồi. Nó không còn cái triệu chứng tê tay hay là hoa mắt chóng mặt gì nữa hết.
là đấy là cái thứ nhất, mà cái thứ hai là thì thời gian vừa rồi ở bên Việt Nam ở chỗ chúng con nó là cũng nó khô hạn ấy, từ 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 trong năm đến tháng 3 vừa rồi, hàng ngày con cũng cầu nguyện là xin cha ban cho chúng con thôn bản là trong làng xã chúng con là xin cha cho chúng con cơn mưa để cho dân chúng có nước ăn ấy. Thì 2-3 hôm sau đại cha ban cho chúng con là cơn mưa tràn trề nước luôn, dân chúng là tha hồ nước ăn luôn ấy. Con cảm thấy rất là vui. Cũng có lần là con cầu nguyện xong gia đình thì cũng vợ chồng cũng va chạm rồi, thì cũng con cũng khóc nức nở, con cầu nguyện tại sao Chúa không thương con, tại sao Chúa nọ kia. Thế con cũng bỏ bẵng đi 2 ngày rồi, thì 2 ngày liền con không cầu nguyện gì hết. Sau đó đến 2 ngày đó con lại tiếp tục con cầu nguyện tiếp. Con cầu nguyện hàng ngày mà con cũng cảm thấy Chúa cũng thương, rồi Chúa cũng dần dần mọi cái trong cái gia đình nó cũng trở về cái quỹ đạo rất là tích cực ạ. Con cũng rất là cảm tạ cha. Con xin cảm ơn mục sư. Tốt lắm Hằng, tốt lắm Hằng. Cho đến khi nào mà mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài, mỗi khi gặp gỡ Ngài á, Ngài nói con nói đi. Nhiều năm vừa qua, mỗi lần con gặp ta là ta chưa kịp hỏi con đã nói rồi mà. Cho đến khi nào mà mối quan hệ giữa chúng ta và Ngài nó đến cái điểm là chúng ta không muốn nói gì nữa cả, mà thèm thuồng Ngài nói cho chúng ta nghe, thì lúc đó đã thăng hoa rồi. Còn bây giờ nó vẫn ở một cái dạng gọi là cái term của chúng ta. Ngài vẫn đến với cái điều kiện của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy được rằng cuộc đời của mình nó sẽ tiếp tục tiếp diễn vất vưởng nhiều lắm, là vì nó còn ở dạng một cái dạng là bình thường và tầm thường. Tôi không nói như vậy để mà chê các anh chị em cầu xin hay khẩn thiết, còn tầm thường lắm. Cho đến khi nào mà mình thèm nghe người yêu mình nói chuyện đó, và đây là một đấng thiêng liêng lắm. Thôi con không muốn nói, con nói nhiều rồi, con nói nhiều năm rồi, bây giờ Ngài nói đi, con đến để nghe Ngài nói, con sẽ sắp xếp cái thời gian để nghe Ngài nói chuyện. Chúng ta thử đi, có bao giờ lên được cái cung tầng đó chưa? Và tôi cầu mong rằng rất sớm chúng ta sẽ đến được cái giai đoạn đó. Mỗi ngày gặp gỡ Ngài là chỉ mong nghe được tiếng Ngài thôi. Phần lớn là Ngài nghe tiếng nói của chúng ta, lời than thở của chúng ta. Mà chúng ta thấy không? Các loài hoa, các loài thực vật, thảo mộc bên ngoài đó, sợ gì mà nó đẹp như vậy và nó vô tư, ung dung tự tại như vậy, là vì nó lắng nghe tiếng nói của Thiên Thượng rất nhiều. Ngày và đêm, chăng rằm chăng khuyết, mưa, sương, mốc, tuyết, khô hạn, nó vẫn chọn lắng nghe tiếng nói của Ngài. Chỉ riêng loài người đó là nói hơi nhiều. Vừa chưa gặp gặp Chúa từ xa đã nói Chúa ơi con nè, ghé con có nhiều điều muốn nói đó. Nhưng mà không sao, cứ tự nhiên, là vì chúng ta còn ở một cái dạng bình dân dạng gì đối với niềm tin. Tôi không phải là nói rằng đó là việc không nên, cứ tiếp tục cho đến khi nào chúng ta mệt rồi không muốn nói nữa và nói Chúa ơi hãy nói cho con nghe, là vì khi mà Chúa nói chúng ta nghe cái lời đó dễ sợ lắm, ơn phước khỏi nói, là vì chúng ta cứ bắt Chúa giải quyết những cái chuyện lặt vặt của mình, đòi Ngài phải đi vào cái term của mình, điều kiện của mình, những nhu cầu của mình, và quên hỏi là Ngài có điều gì Ngài nói cho con biết thì sẽ khác á. Và chúng ta đó là cha mẹ, chúng ta cũng nên như vậy. Làm sao mà con cái nó đến mình đó, hôm nay ba nói cho con nghe đi. Chúng ta đã đến giai đoạn đấy chưa? Con nhớ tiếng nói của ba, con nhớ tiếng nói của mẹ quá, mẹ nói cho con nghe đi. Con không muốn nói nữa, con không muốn than phiền, con không có gì quan trọng nữa hết. Dù nó quan trọng cũng là bình thường và tầm thường. Mẹ nói cho con biết, mẹ ôm con vào lòng đi.
thì chúng ta hiểu rõ gì? Hút lắm. Đó, thì trong tình thân giữa chúng ta và đấng bề trên cũng vậy thôi. Nha. Yeah. Tôi khuyến khích việc đó để chúng ta có một cái khái niệm trước, chứ không có lân la hoài ở cái vị trí này. Đúng, bây giờ cứ tự nhiên than phiền, tự nhiên khẩn thiết. Nhưng mà tôi cũng khuyến khích và cũng mời chúng ta lên thêm những bậc cao hơn. Để rồi con cái chúng ta cũng vậy, để chúng ta biết. Chứ còn mà con cái nó cứ đến lần nào nó đến cũng problem hết thì chết. Chết trong tường vân mệt không? Dạ mệt. Đến khi mà đến với mình nó nói: mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, con không muốn nói gì, mẹ nói cho con biết. Mẹ nói cái gì con cũng lắng nghe, mẹ hát cho con nghe hay là mẹ nhắc nhở, mẹ nói đi. Mẹ thông minh hơn con nhiều, mẹ trải nghiệm nhiều hơn con. Đó, lúc đó là kết quả lớn rồi đó. Nha. Dạ, để em tiếp tục cầu nguyện để em đến được cái cảnh giới như một sư mới vừa nói. Trời. Dạ, thời gian cũng khá dài rồi, biết là anh Phi có lời gì muốn nói nữa hay không. À, chị chưa mời tới anh. Phi này giờ chưa được nói đó Tường Vân. Dạ. Tường Vân lại nói giờ... anh Phi còn có điều gì muốn nói nữa không? Bây giờ nhường cho anh Phi hết đi. Dạ, xin chào mục sư, cảm ơn MC xinh đẹp Tường Vân và xin chào anh chị trong phòng Zoom. Thì thực sự ra là 12 tuần vừa qua là học rất là nhiều từ mục sư. Khi mà mình vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên mà xí muội chào đời, đó là những cái giây phút mà là cái cảm giác nó không kiếm được. Cái cảm giác mà bồng được cháu trên tay coi như đến bây giờ không kiếm được những cái cảm giác như vậy. Cho dù là gặp cháu mỗi ngày, ôm cháu gọi là hôn cháu gọi là, nhưng mà vẫn không kiếm được cái cảm giác đó. Và rồi cứ như vậy, và rồi bây giờ cháu 18 tuổi rồi, cháu thành một người lớn rồi, thì mới nhìn lại một chặng đường rất là dài. Thì đúng như mục sư dạy đó, và cho tất cả mọi người và bản thân của Phi và cũng như Vân cũng rất là nhiều các bố mẹ đã bên ngoài đang nghe, thì thấy mình thiếu sót rất là nhiều. Mình có những cái tự như đơn giản, giống như một sư nói, một câu phàn nàn rất là đơn giản thôi mà có thể ảnh hưởng đến con cái rất là lâu dài. Và xí muội có một chuyện xí muội cứ nhắc hoài, ba lần đó con nhớ ba đến bây giờ. Thì khi mình ngồi mình nghĩ là mình nói đúng là lúc đó mình coi như là mình không có biết, mình không có trang bị mình đủ cái kiến thức, một cái ba lô kiến thức để mà mình làm cha làm mẹ. Thành ra phải nói là rất là cảm ơn mục sư đã dành cái thời gian mà để soạn những cái chương trình rất là có giá trị như vậy. Thì cũng may là còn Kiwi là đứa nhỏ thứ nhì, thì cũng chắc hy vọng cũng không quá muộn, là bởi vì trước đó thì mình cũng đâu có biết nhiều ha. Mới đây khoảng một năm nay thôi, mà nhất là 12 tuần này về chương trình dạy về con cái, thành ra hy vọng là không có quá muộn để mà thay đổi, để mà dạy cho con dùng theo cái tình thương và theo những cái cách mà mục sư đã chia sẻ cho, dạy cho các anh chị em, những người bố, những người mẹ mà là have no clue what to do. xin hết, xin cảm ơn mục sư. Mục sư mở mic là mục sư đây. Xin Tường Vân biết là mục sư nãy giờ là người nói nhiều nhất, tôi là người nói nhiều nhất, và phải nhường lại lời cho chúng ta để nói những điều cần nói trước khi kết thúc chương trình. Tuy nhiên khi Phi nói tôi mới nhớ là một việc tôi cần đề cập trong buổi nói chuyện hôm nay rất quan trọng nha. Phước thay cho những người đó có trên hai người con, có người là có trên một đứa con. Cứ cặp vợ chồng nào mà có hai đứa con, ba đứa con, nhiều đứa con lại càng tốt. Là vì có những việc phải nói rất nan giải mà cha mẹ không thông ngôn với con cái được. Vậy mà anh em nói với nhau nghe.
nhờ mấy đứa nhỏ đó, cho nên dù là cháu Kiwi còn nhỏ nhưng mà nó có những cái âm thanh ngôn ngữ đó, thuyết phục lắm. Ở đây cũng vậy thôi, chúng tôi có ba đứa con, có những trường hợp chúng tôi nhờ đó các anh chị em tự làm việc với nhau. Nó phải nói là so effective, rất là hiệu quả. Và tại vì mình nuôi, mình có công, mình có phần mà, phải không? Cho nên tại sao đến lúc mình cần cho những cái việc cần thiết như vậy, nhất là vấn đề tâm lý, sự ảnh hưởng gọi là peer pressure đó, anh Phi và Tường Vân bên Mỹ đó, thì nó đồng trang lứa với nhau, nó cùng một cái nôi nó ra đó, nó nói chuyện với nhau, nó thủ thị với nhau, nó dạy bảo nhau, và nó cùng thương cha mẹ nó, thì đỡ lắm cho mình luôn. Rất đỡ cho mình luôn. Yeah. Cho nên có rất nhiều việc Kiwi có thể giúp được chị về tinh thần. Đặt lại cho chị những câu hỏi cần thiết. Mà khi mà chị hướng dẫn cho đứa em đó, lạ lắm, là chị không dám làm gương xấu cho em. Khi mà cha mẹ nói chuyện với chị hoặc với anh đó, thì các cháu nó có cảm giác như có một áp lực từ trên. Nhưng mà khi được đứa em ở dưới nó nhắc nhở lên đó, chị không dám làm gương xấu. Rất quan trọng nha, đây là điều chắc chắn. Cho nên chúng ta lợi dụng cái thế này, ok, cứ tạm gọi là lợi dụng mở ngoặc đóng ngoặc đi, nhưng mà nó work. Là vì chị luôn luôn muốn làm gương tốt cho em. Anh muốn làm gương tốt cho em. Nhiều khi anh đó, nó thức khuya nó xem cuốn phim, nhưng mà nó nói em đi ngủ phải không? Em đi ngủ đi. Em nói tại sao anh chưa đi ngủ, em anh nói em đi ngủ. Chúng ta có bao giờ nghe chuyện đó không? Thằng anh nó vì thằng em mà nó cũng phải tắt tivi đi ngủ. Là vì nó không muốn em nó trở thành người như nó. Ở đây tôi có thăm những người mà trong tù á, có khi có hai anh em vào tù luôn. Mà điều anh nó nói đó là nó rất hối hận trong cái việc đó nó đưa em đi theo. Nó ở tù nó cam lòng, nhưng mà nó không cam lòng khi thấy em nó ở tù. Vì vậy đó, chúng ta phải biết điều này nha, rất ơn phước, phải dùng cái cách này là một trong những cách rất hiệu quả. Cảm ơn Phi đã đề cập đến Kiwi. Thì tôi nhớ đến cái tình anh em trong gia đình. Đó là lý do tại sao lúc trước Tường Vân có nói gia đình mà đông con á, thấy vậy chứ mà nó khó có cái cơ hội để hư hỏng hơn là con một. Rồi. Dạ em cảm ơn mục sư. Chương trình giáo dục trẻ thơ nên người phần 3 sẽ kết thúc ở đây. Mục sư đã hướng dẫn chúng ta qua 3 phần, mỗi một phần như vậy là 12 bài. Thì tất cả những cái bài này bắt đầu từ cái buổi đầu tiên, đó là cái đề tài con cái bông trái từ lòng dạ. Rồi giáo dục con thành nhân, con ngoan của mẹ, bạn tốt của cha, con là người tài đức, con là vị mặn cho đời, con là tấm gương sáng, chơi chọn bạn, tuổi biết yêu, tìm người trăm năm, tạm biệt mẹ cha, bàn về chữ hiếu. Phần 2 gồm có dinh dưỡng tinh thần, dinh dưỡng tâm lý, dinh dưỡng thể chất, tâm gia mật thiết với con, ngồi ăn với các con, đi đứng với các con, tạo tình thân mật giữa các con, hướng nghiệp cho con, đề phòng tổn thương tâm sinh lý, hàn gắn tình cảm, linh hồn con tạo dựng bởi hạnh phúc của cha mẹ, đơn thân nuôi dưỡng con nên người. Và phần thứ 3 chúng ta vừa kết thúc, đã bắt đầu với cái buổi hướng đạo cho con, dạy con yêu mình, dạy con yêu người, cùng làm việc nhà, muốn ăn phải lăn vào bếp, trà đạo với con khi con giải bày tâm sự, khi con mơ tưởng, người trăm năm, nâng cao giá trị sự trinh trắng, nhắn nhủ con chuyện phòng the, thương rể, thương dâu, và cuối cùng là luôn cầu nguyện cho gia đình các con. Vân xin nhắc lại tất cả các đề tài này, 36 buổi vừa qua, đây là những bài học phải nói rằng vô cùng giá trị, mà mục sư đã bỏ rất nhiều thời gian để hướng dẫn cho tất cả các quý vị phụ huynh đã theo dõi. Các anh chị nào chưa có cơ hội được nghe thì có thể tìm lại trong trang YouTube của mục sư Ngô Duy Cường để coi lại. Và Vân tin tưởng chắc chắn một điều rằng nếu các anh chị coi kỹ và lắng nghe những điều mục sư đã hướng dẫn trong 36 bài này thì chắc chắn các anh chị sẽ đủ một cái kiến thức để mà có thể dạy dỗ con của mình. Và nếu anh chị nào chưa có con thì nên nghe từ bây giờ. Tại vì Vân rất là ước gì Vân có thể quay lại được 18 năm về trước và mình học được những cái điều này trước khi mình có con. Cho tới bây giờ thì thực sự nó cũng hơi trễ, nhưng mà trễ vẫn còn hơn là không không có gì, phải không các anh chị? Thành ra mình vẫn có thể là
rất là mong mỏi là các anh chị mình có thể chia sẻ những cái điều tốt đẹp này tới những gia đình khác, để không có một cái sự hối tiếc là ước gì mình biết được điều này trước khi mình trở thành cha mẹ. Và thực sự đây là những kiến thức có thể giúp cho chúng ta làm người cha người mẹ tốt hơn. Và Vân rất là tâm đắc cái câu hồi nãy là nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình đó các anh chị. Đôi khi mình hay đổ lỗi là tại con nó không ngoan, nhưng mà thực sự mình đã làm người cha mẹ tốt hay chưa? Thì một lần nữa em vô cùng cảm ơn mục sư Ngô Duy Cường đã có ba cái phần giáo dục trẻ thơ nên người rất là đặc biệt. Và tuần tới chúng ta sẽ tạm ngưng chương trình giáo dục trẻ thơ nên người để quay lại với cái đề tài hôn nhân và gia đình, còn gọi là đặc biệt hơn nữa, bởi vì đó là cái gốc cái rễ của một gia đình, là hôn nhân gia đình, là vợ là chồng. Và cái gốc cái rễ mà nếu nó không mạnh thì cái gia đình của mình, cái nền, cái móng nó làm sao không mạnh thì không thể nào mà cái cây nó mọc lên cho tốt được, phải không các anh chị? Thành ra là mục sư Ngô Duy Cường sẽ quay lại 12 buổi kế tiếp là về hôn nhân gia đình. Thì các anh chị nào có câu hỏi liên quan tới vấn đề đó thì có thể nhắn riêng với Vân, để Vân có thể đưa những cái đề tài đó đến mục sư, để mục sư có thể giúp cho các anh chị giải tỏa được những cái điều gì trăn trở, những cái gì mà các anh chị còn chưa có cần biết thêm ha. Thành ra Vân tin chắc chắn rằng đây là những đề tài vô cùng hấp dẫn. Và em một lần nữa cảm ơn mục sư Ngô Duy Cường, và em có thể mời mục sư nói vài lời trước khi chúng ta kết thúc và dâng lời cầu nguyện ạ. Cảm ơn Tường Vân, cũng nhờ vào cái ý tưởng đầu tiên của Tường Vân mà chúng ta có được những loạt bài liên quan đến hôn nhân và gia đình, và đặc biệt là giáo dục trẻ thơ nên người. Tôi cũng không ngờ được là chúng ta đã đi qua 36 bài. Tôi sẽ nhờ cậy ơn trên cố gắng soạn thành một quyển sách đặc biệt dành riêng cho việc giáo dục trẻ thơ thôi. Và đây là một cái công trình cũng như khóa trình đó, cần thêm thời gian để trau chuốt, để bổ sung, bổ khuyết vân vân. Nhưng mà tôi thật sự là không ngờ, đọc nghe Tường Vân đọc những cái chủ đề đề tài, tôi thấy sao mà được ơn quá, được ơn lắm. Nội mà những cái tựa đề không đó, nó đã là một cái sự nhắc nhở rồi, chưa nói cái phần nội dung. Cho nên cảm ơn Tường Vân đã có sự quan tâm và thôi thúc cái việc này phải được thực hiện. Cách đây cũng trên một năm mà Tường Vân ha. Và chúng ta đã bền bỉ có nhau, tất cả các anh chị em đó đã bền bỉ có nhau qua nhiều loạt bài. Và tôi tin tưởng rằng những điều này không ít đâu, nhưng mà rất nhiều, nó đã thẩm thấu dần dần vào tâm trái tim của chúng ta và được thể hiện qua đời sống hàng ngày nữa. Chúng tôi cũng tiếp tục cầu nguyện cho từng gia đình và cầu xin ơn trên luôn có mặt trong từng chặng huống của cuộc đời quý vị. Nhất là việc quan sát, nâng đỡ và giúp các con chúng ta trở thành những người hạnh phúc ở trong cuộc sống. Bây giờ phút này tôi xin phép dâng lời cầu nguyện cho tất cả. Chúng con kính dâng lên Cha từ ái tấm lòng cảm tạ biết ơn. Cảm ơn Ngài đã ban cho con gái của Ngài là cô Tường Vân có sự quan tâm đặc biệt đối với đời sống hôn nhân gia đình, không chỉ của riêng mình nhưng của mọi người xung quanh. Và đặc biệt hơn nữa là có sự ưu tư, quan tâm và thương yêu các con của mình, để rồi giúp cho tất cả chúng con hình thành nên những chủ đề bổ ích và như là một hành trang cần thiết, một kiến thức cần thiết, những sự trải nghiệm cần thiết để giúp chúng con làm giàu cái tinh thần, cũng giống như những tinh hoa đưa vào việc giáo dục các con của chúng con trở thành nhân và trở thành những người hạnh phúc ở trong đời sống. Giờ phút này thời gian chúng con thấy cũng đã tạm đủ, và chúng con luôn mong muốn rằng chúng con biết Ngài như Ngài biết chúng con vậy. Vì vậy, chúng con cầu xin Ngài cho chúng con thêm những giây phút mật thiết để không chỉ Ngài lắng nghe tiếng nói của chúng con, lời khẩn cầu khẩn thiết của chúng con, mà chúng con được nghe tiếng nói của Ngài mỗi ngày. Vì nhờ tiếng nói của Ngài, âm thanh của Ngài mà vũ trụ được ổn định,
luân chuyển từ muôn đời đến muôn đời, các vì sáng vẫn tỏa sáng. Không có một điều gì gọi là bất ổn trong vũ trụ cả. Vậy thì tâm của chúng con, thân của chúng con và gia đình của chúng con cũng cần nghe âm thanh của Chúa. Xin âm thanh của Ngài cứ tự nhiên đi vào ngưỡng cửa của mỗi gia đình, và nhất là ngưỡng cửa tâm hồn của mỗi người, để chúng con được bình an trong tâm, hạnh phúc trong đời sống. Chúng con cảm tạ Ngài thật nhiều, trong danh Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Amen. Rồi, cảm ơn anh Phi, Tường Vân, chị Phương Tiến, chị Hằng, Yến Nga, rồi Amy nữa. Yeah. Chúc tất cả bình an. Những người ở Hoa Kỳ một buổi tối ngủ ngon. Những anh chị em Việt Nam một ngày được đầy sự phấn hưng. Yeah. Xin chào. Chào tạm biệt tất cả các anh chị. Mình gặp lại vào tuần tới nha.